các bạn gặp phi tiêu nào đâu. Đây chiếc phi tiêu cá nuôi được làm bằng giấy. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn gặp phi tiêu này nhé. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Để chuẩn bị xem nhiều clip hay hơn. Xem đây. Đây chiếc phi tiêu này. Ok. Chờ xem mình làm hướng dẫn này. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chiếc phi tiêu nào thôi nhé. Các bạn chuẩn bị tờ giấy. Bạn ứng gấp giấy màu gì thì tùy các bạn. Đầu tiên gấp tờ giấy làm đôi lại. Sao gặp thứ này đơn giản thôi. Tiếp tục.
Các bạn thấy cách kép có đơn giản không? Làm cái hàng đơn giản lắm. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để hôm sau xem những clip hay nữa. Vậy là các bạn có thể gặp cái này để tặng người yêu nè. Chúc các bạn vui vẻ.